Bài hát con mãi tuổi lên ba. Về phía Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng có các ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, đề nghị chúng ta chia liệm giáo dục. Và Vũ Hương Ly, cán bộ phòng PA25, có ông Trần Minh Tân, cán bộ. Đây còn có bà Bùi Thị Lan Anh, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bảy, phu nhân của ông Chủ tịch Hội đồng Hương Hải Phòng tại Toronto, Canada, bà Nguyễn Thị Hoa Anh, của đại biểu. Và phần cuối cùng là kính mời các quý vị đại biểu cùng đi thăm một số phòng của trường. Và sau đây, tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời bà Bùi Thị Lan Anh, đại diện cho tổ chức, lên công bố và trao tặng quà đại diện. Xin kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa tất cả các vị khách quý cùng các giáo viên và học sinh trường Kiếm Thị Hải Phòng. Tôi xin thay mặt cho tổ chức từ thiện Bifo của Canada hôm nay chính thức đến để trao phần quà đợt 1 trị giá 100 triệu đồng, gồm những thứ sau ạ: 2 bộ sách lớp 7, 2 bộ sách lớp 8, 1 bộ sách lớp 12 trị giá 60 triệu đồng, máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều phục vụ cho phòng massage bấm huyệt chữa trị bệnh trị giá 12.500.000 đồng, radio cassette phục vụ cho hoạt động dạy nghề 5 chiếc trị giá 7.500.000 đồng, sửa chữa lại căn nhà, lắp đặt các thiết bị thực hành nghề xoa bóp bấm huyệt chữa trị giá 20 triệu đồng, tổng trị giá đợt 1 sẽ là 100 triệu đồng. Xin mời hiệu trưởng lên nhận ạ. Thưa bà Hoàng Thị Mơ, bà Bùi Thị Lan Anh, thành viên viên của tổ chức DFRO Canada, kính thưa các quý đại biểu, các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên cùng các em học sinh thân mến, trước hết thay mặt ban giám hiệu trường xin được cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã về dự buổi lễ tiếp nhận tài trợ của DFRO Canada giai đoạn 1 cho trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng hôm nay. Kính thưa các quý đại biểu, tổ chức Dream Fulfill Relief Organization, gọi tắt là DFRO, là một trong các tổ chức từ thiện của kiều bào Việt Nam tại Canada. Trong quá trình xin cấp phép hoạt động tại Việt Nam, DFRO Canada đã chọn dự án hỗ trợ trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng là dự án viện trợ nhân đạo đầu tiên tại Việt Nam. Được sự giúp đỡ của Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân Trung ương, Ngoại vụ, Báo Hải Phòng cùng các cơ quan hữu quan đã tham gia động viên giúp đỡ để dự án được thành công tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng rằng phần 2 của dự án cũng sẽ được DFRO triển khai kịp thời cho theo tiến trình thời gian năm học để cải thiện đời sống cho học sinh khuyết tật của trường. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các quý đại biểu, các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh đã về dự buổi lễ tiếp nhận viện trợ hôm nay. Xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp. Đại diện cho tổ chức điền đầy những giấc mơ của Canada, kính thưa các quý vị đại biểu. Và hôm nay tôi cùng các đồng chí lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, như các ban ngành thành phố, trường, kính thị rất vui mừng đến dự lễ tiếp nhận hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức điền đầy những giấc mơ. Vân Thuận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thành phố đến thăm Canada.
cũng rất vui mừng hôm nay được gặp lại chị Bảy ở đây. Và cũng phải nói rằng là các đồng chí lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao và cộng đồng Hội đồng Hương Hải Phòng tại Toronto trong những năm vừa qua, mặc dù hội mới thành lập thế nhưng mà đã có rất nhiều hoạt động hướng về quê đất nước, và cho đến nay thì hội đã có rất nhiều cái chương trình ủng hộ cho đóng góp thêm của thành phố. Và một lần nữa xin thay mặt cho sau đây văn phòng xin chân thành cảm ơn tổ chức điện ảnh Giấc Mơ, cảm ơn chị Lan Anh, chị Mơ, chị Bảy và tất cả các bác anh chị, các thành viên trong tổ chức đã có cái tấm lòng tâm giúp đỡ cho nhà trường, giúp đỡ cho các cháu. Xin chúc các bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc và càng ngày thì mối quan hệ với thành phố càng ngày càng gắn bó chặt chẽ và có nhiều hoạt động hơn nữa hướng về thành phố, hướng về đất nước. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng là một người lãnh đạo rất